chết vậy nè. Đó, mắt trên đó đó là nghe thấy không? Hai con nha anh em, một chỗ một hai con bẹp bẹp, để em vô nhặt cho anh em xem. Rồi hai con bẹp bẹp rớt ở trong cái bụi lộ này nha anh em. Để em về vô nhặt. Con đầu khi nãy là thấy còn dính trên bụi tre này nè. Bụi tre đâu trên này nè. Còn con sao? Em bắn xong con đó con khác lại bay tới. Bay tới bắn rớt ngay đây. Mà cả hai con bắn rớt rồi nhưng mà chưa thấy anh em ơi. Kỳ đó. Có khi nào nó rớt xuống suối nó trôi không trời. Ây da, con vàng nó cắn quá anh em ơi. Thôi chắc phải tắt máy đó, khi nào tìm thấy thì quay cho anh em xem thành quả nè. Cái giờ cầm rơi này khó vô tìm lắm. Rồi đây đây nè anh em. Như vậy là hai con mà mình chỉ nhặt được có một con thôi anh em ơi. Còn con kia không biết rớt. Rớt vào trong cái bụi tre này nè, nó gặm quá. Chỉ sợ nó lủi mắc ở dưới gốc á. Nhưng mà tìm không thấy. Tìm nãy giờ biết lâu rồi không thấy. Tiếc ghê á. Thà bắn không trúng, bắn trúng rồi mà lại tìm không thấy. Mấy bắn hai con nhà được con rồi đi tìm mấy con khác tiếp thôi.